riêng luôn. Em chưa quần em bán rẻ luôn, có 100.000. Quần riêng đâu rồi em? Để em cho mấy chị coi quần riêng, ai không mua set thì mọi người để quần riêng cũng được. Quần riêng là em còn có 6 cái hết luôn. Quần riêng là để mọi người 100.000 luôn. Nhưng em là quần nhé, quần màu cam, quần màu đen. Má ơi, quần màu trắng với màu cam sữa siêu đẹp luôn á. Hai cái màu này mọi người, màu cam sữa. Quần thì em xem mọi người có 100.000 thôi. Màu trắng, màu cam sữa. Đó, má ơi, cái quần màu đẹp quá. Quần là có 100.000 cái. Cái này là nhớ giùm em là hàng loại 1 luôn nha. Cái này giùm em là màu cam. Khi em thử mã quần nha mọi người nhá. Quần nha, thì em mới chốt được. Đây, quần cưng không? Về mấy bà mít cái áo thun phong rộng cũng đẹp, có áo ba lỗ càng đẹp nữa. Về quần cái gì cũng đẹp hết á. Cái quần này thì bà mấy bà bầu mà tới tháng cuối mặc cũng thoải mái luôn nha. Em 6 tháng mà em lại em mặc không thấy bầu luôn luôn đó mọi người. Hai cái quần thì giùm em, quần có 100.000 thôi. Comment cho em là quần đẹp màu, trăm củ, đẹp ha. Còn có 6 cái quần thôi đó, 4 màu mà còn có 6 cái thôi. Ai lấy quần thì ghi em là quần nhá. Màu kèm theo số điện thoại. Bài dùng mọi người rồi. Đầm baby đôn hoa. Đầm baby đôn hoa 170. Ok nha Phương ơi. Cũng không nhắc kiểu nhớ luôn á. Rồi ghi dùm em nhá. Đầm trổ má cái đầm hoa này. Đầm hoa 180 cái lũ. Đầm hoa baby doll, quần trên xe có 100 mà. Quần trên xe có 100 rồi, đầm hoa baby doll. Xem mấy bà trong luôn, đằng sau này nó có cục nơ nhá. Sau này có cục nơ mọi người. Cục nơ lên cho mấy bà hình dung. Chuyển khoản cho Thủy Tiên, Thủy Tiên để đơn chuyển khoản hả? Baby doll đang ghi chuyển khoản luôn. Oh my.
Good.
nó lười ta ơi, mày vô lấy cái sợi dây chuyền mày bỏ vô đó mày mất cái gì nhỉ? Chị đeo đó chị là mai cho tao quen, mai là tao quen à. Cái gì đó tao không đeo. Rồi ghi giùm em nha. Màu hồng 120. Mẹ em xạo còn có 120 à. 120 nha mọi người, màu cam với màu hồng. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi bán cái quần không của mọi người, cái set này không được em đầu em bán thì em sale rẻ lắm là đã bao nhiêu ta? 185 á, sale còn có 120 luôn, ngố. Cái này là vải hàng cao cấp luôn. Ai lấy ngố thì ghi giùm em là ngố. Vải này là không bao giờ cắt được lại luôn mọi người. Mai xưa mua sửa đậu nành rồi đổi dây chuyền nha, được không? Thì chị dặn chồng chị mà chồng chị quên. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu ngố đẹp nè, Việt Nam đâu rồi? Việt Nam Hùng Bình không đâu rồi? Cam cho Việt Nam. Ok. À, nhiều khi á mọi người ế quá nó bị tổng trong người á. Cam cho chị Triều. Đầm chung mặt chung còn nha. Ăn sẽ đi ô. Đầm chung mặt còn á. Đầm chung mặt chung xe còn có trăm mấy em. Nhiều giá hả? 107. 107. Bầu mặt thoải mái nha. 107 á, đi ơi, đánh nhau. Con có đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái bố là siêu đẹp. Đầm mặt cái màu này cũng đẹp. À, đầm đầm hoa này cũng đẹp. Đầm hoa này cũng 108. Đó là đi đứng luôn nè. Thì cha ta được thích đeo được không? Thì đeo đi nghe đấy. Rồi ghi cho em là đầm hoa, cái đầm hoa cưng quá ha. Đầm hoa này xem cũng có 108 thôi. Đầm này mấy chị giờ sờ ra ngoài số là 200 280 300 mấy độ lên đó. Tại đầm hoa này là chuẩn hàng còn châu luôn. Đầm hoa baby doll nó mọi người xinh ha. Rồi má mặt lên cưng chưa? Rồi đầm chung mặt là 107. Đầm chị mặc 107 nó ra 108 này kia. Đấy. Đầm hoa mới là 108. Đầm chị mặc có 107 thôi. Nhân viên của chị nó nói lố này. Rồi ai lấy cái giùm em là đầm hoa 108. Hoa 108. Ai lấy hoa thì giùm em là hoa. Áo khoác còn cái đen này với chị. Áo khoác đẹp. Áo khoác này em sale có 125 à. Hàng hãng luôn á. Áo khoác 125. Giùm em là khoác 125 nha mọi người nhé. Ai lấy khoác thì giùm em là khoác 125. Khoác màu đen, xe 125 luôn, khoác là siêu đẹp. Tập chỉ mặc có màu à, tại vì của nó là hàng Quảng Châu, nó có màu như thế này. Vàng, rồi ghi mấy em nhá, khoác, xe cho mọi người trên live luôn. Ờ, thì quên bá rồi ta. 125, ghi cho em là khoác 125 nha mọi người nha. Ê, sót nè. Khoác 125. Mọi người muốn like cái gì mọi người nói đi. Muốn like gì dùng like cho nè. Đấy, cho tôi không biết không. Muốn like cái gì cho chị. Đấy. Xin lỗi. Khoác 125 đi chứ. Khoác có đẹp ha Thi ha. Ha Thi lấy của chị không biết bao nhiêu cái nữa. Con này. Còn màu nào không ra đây nè. Còn màu màu cam sữa đẹp lắm. Con này là màu gì ra. Này còn màu cam sữa này đẹp. Thề luôn cái áo khoác này là khoác hãng. Mắc lắm luôn á. Rồi cái này là màu cam sữa. Rồi má ơi cái màu đẹp má hú luôn á. Má cái màu này mọi người. Cam sữa. Má cái áo khoác này em bán nhiều lắm rồi mọi người. Mà đợt trước là rẻ lắm của em á là 140 mấy nghìn á, 45. Rồi ghi giùm em là cam sữa. Ai lấy cam sữa thì ghi giùm em là cam sữa. Đẹp ha, màu cam sữa này. Cam sữa, còn màu gì nữa không? Biết cái màu cam hiếm á. Cam sữa. Đây như cái bọc ấy á. Rồi màu xanh min. Nó phát đã lắm luôn đó mọi người. Màu xanh min. Rồi nó cái màu xanh min. Xanh min. Màu chỉ còn xếp chip không còn. Màu này là màu
với mọi người, em thề em không nói đi đâu luôn á. Đợt dịch mà em bán 180.000 một set mà khách mua người nào cũng mua ở 5-10 set hết á. Mặt đã lắm, mặt nó không có bị khó chịu á. 10 cái lần nó có 100.000 à, xem tặng đấy bà. Đó, ai lấy thì ghi dùm em nha. Comment giúp em là chip chip 10 cái 100.000 luôn. Tính ra 10.000 cái, quá bèo luôn đó mọi người. Đồ địa chỉ ở đâu cho chị luôn đi anh ơi. Đó, ai lấy chip thì ghi dùm em. Quá rẻ luôn đó mọi người. Tính ra mọi người mua cái set chip này, mọi người mà đi ra ngoài chợ người ta vẫn bán. Hình như là 25.000 một cái á. Ngoài chợ á, 25.000 một cái, có nghĩa là 10 cái là phải mất 250 rồi. Thì người ta bán đúng giá rồi, tại em bán sale cho mọi người á. Người ta bán lời bán thì có lời mọi người, chứ chả ai bán không hết á. Thật sự mà tại vì em lời ít thôi. Chip lọt khe chị không còn nhá. Anh ghi là đủ địa chỉ á, nên ba là chip. Chết chip là thành thuốc mẹ. Chip lọt khe á, nhiều người ta không có mặc được. Biết sao không? Khó chịu. Cái chip này là mỏng. Nó mặc giống như không mặc nữa mọi người, nó thoáng này. Đã lắm, và cái ren của nó là ren mềm. Ren nó không có bị ngứa. Cho nên khi mọi người mặc lên đó, thứ nhất là ví dụ bạn nào mà mặc đầm body mà giảm như là ôm sát với mọi người, là nó sẽ không có bị gì ta, bị ngứa này, không có thấy hằn này. Nhưng mọi người rất là chủ luôn. Các em chủ với cái chip của nhà em lắm. Hả? Rồi cái này đi em là chip một set như này là 10 cái, mà tính ra có 100.000 là mấy chị mặc được trong vòng mấy tháng rồi. Tại vì thường mình mặc mấy tháng là mình đã thay một lượt rồi, không ai mặc một set chip cả đời được, hoặc là mặc cả năm được chứ chị. Viêm nhiễm phụ khoa chip bà luôn đó. Này mọi người thấy ren đã không, ren đẹp ha, ren nhìn nó phê lắm luôn đó. Màu nó cũng đẹp nữa. Ai lấy đi dùm em, còn nó mấy set thôi. Rồi ghi giùm em mà nha. Tiếp cho bà Hồng Vân. Hồng Vân là Hồng Duyên đúng không? Đi. Này. Nói đi, nói đi. Hồng Vân là Hồng Duyên đúng không? Nói đi. Hồng Vân đúng kìa. Đúng gì hè. Mắt đi Hồng Vân má ơi. Cái này lanh không? Thầy lanh mẹ mẹo. Tại vì nó nằm khắp đây ạ. Trời ơi, đúng đọc. Còn áo ngực không chị? Ủa chị bán áo ngực hả? Dán ngực đó mến. Hả? Dán ngực đó hả Vân? Dán ngực chị hết hay sao? Chip cho chị đặng thương 100.000 10 cái. Chứ không phải là 100.000 một cái, 10 cái lần với bà. Một bó như thế này luôn nè. Đủ sẵn cầu vòng luôn. Má ơi, cái set chip thì có bán đúng rẻ nhất thế hệ mặt trời luôn á. Mà má thì có em là 100 cái rồi đó mà em thay, một người mua thay rồi ra tên cho em thay liền. Mặc đã lắm mọi người, chắc ba phê luôn. Áo ngực là cái gì đó, cái dán ngực là dán ngực gì hết. Chị chỉ bỏ bên kia còn về lại thôi. Tại vì bán dán ngực á, bán cho mấy bạn thì trời, ai lấy thì ghi giùm em. Dùng em nha. Về 10 cái đó mặc phê luôn rồi. Áo này xe 95.000 luôn. Còn 2 cái này mặc cặp với bồ cũng đẹp. Áo hãng đó mọi người. Áo hãng á 95.000, màu trắng với lại là màu đen. Cho miếng đi. Trắng với đen, ngọt không? Ăn hết rồi mới xin đó. Mấy đâu mà chị Phương Linh. Ăn biểu ăn mướn. Đẹp lắm. Mấy bà mua set chứ mấy bà thử mua một set thì về mấy bà mặc không kìa đó. Cứ đem tiền thôi đưa chị ấy cho mày. Mày nghiến không kìa, nghiến ấy tao không dám ăn luôn á. Nhìn nó tồi tàn luôn. Không cho. Đúng không ạ? Chấm hẳn cho. Đã. Cái
kéo thôi. Cái áo siêu đẹp luôn đó. Cái này nó chỉ bằng quần riêng cũng đẹp mà. Đâu phải là áo bờ ra đâu. Gọi là áo dây á, xịn ha. Có 535 thôi. Thì cho em là áo kèm màu, đằng sau là dây kéo. Đẹp chất. Comment giúp em là áo đen với áo trắng. Có 135 thôi đó mấy chị. Rẻ xịn chưa? Quá rẻ luôn, chứ không phải là rẻ đâu. Ai lấy thì ghi dùm em 135 trắng đen. Ai lấy thì ghi dùm em. Comment giúp em là màu. Đẹp ha. Áo thun phong rộng màu hồng, sẽ có 100 thôi đó.
Tao lỗ tai á, 11 giờ. 11 giờ đi làm à? Đến 11 giờ lại. Vô lẻ một like này thôi mấy chị. Rồi. Xinh quá, xuất sắc luôn. Rồi tương tác chia sẻ giùm em. Trời ơi, nhìn cái set mà muốn rụng rồi luôn á. Này mấy chị, tương tác chia sẻ giùm em nha, tương tác chia sẻ giùm em. Áo khoác có nón lúc nãy còn màu gì em? Còn đúng một màu kem hay sao á? Màu kem đen hả? Còn đúng một cái màu đen luôn. Ủa cái áo của chị đâu rồi? Áo của chị đâu? Chị để một cái áo khoác mặc đâu? Trời ơi, tôi nói mà cái áo khoác lúc này là mấy chị hên lắm mấy chị mới mua được. Còn có một cái không biết còn màu gì luôn á. Còn cái màu kem. Còn đúng hai cái màu kem với màu đen thôi. Em lấy hai cái luôn đi thiệt á. Áo khoác này là hàng của Mỹ mọi người, xịn lắm. Xét chị Dung mặc đợi xíu đi. Xét chị Dung mặc em nói thật, coi mấy hot girl người ta bán cho mấy chị 235.000 mà em tiếp dùng luôn á. Có nón không em? Có nón không em? Nón còn không em? Nón nào chị? Đây này, lấy màu gì? Lấy màu gì người đẹp ơi. Comment lẻ nha, có hai cái à. Mày sắp đẻ con rồi đúng không? Kinh chưa? Tao vừa nghe mày long trời lở đất luôn á. Rồi cái này ghi giùm em nha. Comment giúp em nè, chỉ còn đúng một màu kem với một màu đen chứ nó còn đúng hai cái thôi đó. Có đầm màu có luôn, đầm màu có luôn, cái gì cũng có, mỗi tiền không có thôi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, tương tác giùm em là cho em 3 lần vào hội nhóm, 1 lần trên cá nhân. Em bán mã này tri ân cho mấy chị trên live,
Rồi set này, đáng lẽ cái set này bình thường em bán cho chị set nhung rẻ lắm luôn nhá. Rẻ lắm luôn là 135.000 đen cho Huyền Trần. Hôm nay đó mấy chị thấy không? Đúng nhằm cái giờ luôn, không cần nói cũng lên tự nhiên lên nè. Tự nhiên lên nè, khoác bao nhiêu ta? 135 còn có đụng một cái kem thôi. Ha, đúng giờ linh luôn á. Nè, có đúng một cái. Rồi bây giờ nói về cái set này đi. Set này em sẽ tri ân đầu like để có màu bóc màu dùm chị đi. Cái này em like nhanh nha mấy chị nha, có rất rất là ít luôn. Cái set này mấy chị tương tác đi, coi như là cái set này thay vì em bán lời thì em sẽ bán cho mấy chị luôn. Riêng một cái set này bán hàng là nói là có nha mọi người. Nên mọi người chỉ cần tương tác cho em cái set này duy nhất em bán tặng mấy chị trên like. Em sẽ lên đúng 5 cái mã tặng trên like ha. Áo có nón là 135.000 chỉ còn được một cái màu kem duy nhất thôi. Tương tác đi mọi người, coi như là cái like này mọi người em cho mọi người đồ thì mọi người cho là em cái nút like với nút share là được ha. Em còn đúng một cái màu kem duy nhất màu thun đấy em để mặc luôn á, tại còn có một cái 135.000 em nói áo khoác ha, màu kem chỉ lan rồi hết áo khoác em không có lấy lời mọi người. Mà đây cái set em mặc em nói thật, em không hề nói điêu. Em thấy hot girl người ta bán, không lẽ bây giờ mình nói tên của người ta lên đây, tại vì người ta bán 2-3k người coi, người ta dẹp Facebook mình chết luôn á. Em thấy cái set này hot girl bán rẻ lắm cho mấy chị là 235.000, em không nói điêu luôn á. Ai hot mọi người bán, từng bán set này mọi người mua rồi hoặc là mọi người coi rồi thì mọi người biết không ai bán một cái quần nhung xịn như thế này và form của nó là đúng hàng chuẩn cao cấp chưa. Trên cái live stream này em bán với chị đúng cái giá lỗ luôn, không phải lỗ mà em không lấy lời mọi người, 100 đồng luôn, 115.000 em cho mọi người, em cho mọi người lựa màu luôn, mặc dù là em bán không lời nha. Màu này ghi cho em là màu, nó một áo màu trắng. Cái này là màu gì thì cái quần nó sẽ là màu đó. Cái này comment giúp em là set xanh. Rồi cái này ghi cho em là set nâu. Trời ơi mọi người lên 200 thật sự. Thôi khỏi lấy set em mặc đi, đẹp lắm mọi người, thật sự luôn. 115.000 là bán cho mọi người và đừng quên cho em một nút like và share nha mọi người. Để mọi người những cái lưng chung này. Đó hot girl người ta chỉ mắc em hết rồi. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu. Màu này ghi cho em là màu đen và màu hồng, ba màu đúng không? Đen nâu với hồng. Trời ơi 115.000. Không thương em nữa thì thôi, không chia sẻ cho em nữa là thôi luôn đó mọi người. Nè, cái áo xịn sò không? Má ơi, chị Lan Trần đó. Chốt màu liền cho em có đúng có 15 cái à, không có nhiều luôn á. Mọi người ráng tương tác chia sẻ cho em để nó không bị ẩn nha mọi người nha. Má ơi, xin nhau. Quần là gọi dạng như là quần ngố luôn á. Đó là, nói chung là form của nó là form hot girl đó mấy chị, xanh cho Ái Huyên. Nên mọi người chốt ở trên line em sẽ để mọi người giá là 115.000. Mọi người thấy bao giờ Dung bán set này mà giảm quần đùi Dung cũng bán rẻ lắm, 135 rồi đó. Cái set này đẹp không lời mọi người mà quần ngố nha. Đen cho sushi. Cái này là quần ngố cho mấy chị nhìn cái đai này. Xịn không? Cái đai rất là xịn luôn. Xanh với hồng cho bà Ngọc Tuyệt. Đừng có quên cho chị một cái nút share nha. Share ở đâu cũng được mọi người. Hồi nhóm ra cá nhân gì cũng được. Em không yêu cầu phải share nhiều. Nhưng mà cái này phải cho nút share giùm em. Tại nó quá rẻ luôn. 115.000 à, rẻ không mọi người? Trong khi bình thường mọi người mua một cái set đùi ngắn của em là gọi như là set đùi thôi đó, đã share cho mọi người là rẻ lắm cũng là 135 rồi. Mà cái này là ngố luôn, hồng mà bon hàng em ơi. Nè cái này là màu hồng giùm em. Cái viền áo màu gì thì nó sẽ đi theo màu quần nha mọi người nhá. Ráng tương tác giùm em. Huyền Trần có rồi á, Huyền Trần comment set chung mặc là có set chung mặc màu xanh rồi. Cái này ghi cho em là màu nâu và có một set màu đen nữa này. Đen giùm em. Cái này ghi cho em là màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ nha. Này màu đen này mọi người, đẹp không? Cái này mọi người đừng có quên cho em một nút share nha, quá rẻ luôn á. Nè cái này về cái quần ngố này mọi người có thể mix ra riêng với mẫu khác cũng đẹp ha. Đen nữa Ngọc Tuyền, xanh với đen cho Lan Nguyễn, xanh cho Diễm Trần. Comment giúp em là màu nha cả nhà nhá, màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Cưng quá à. Cưng lắm luôn á, đi đôi dép bình thường thôi. Em còn một set đen duy nhất nữa. Tại em set này em hết ra có mười mấy set là mọi người. Xanh cho chị Hồng. Nè cái này là màu đen, nó đi theo cái màu áo nha. Cái áo nó màu gì thì viền áo màu gì thì nó sẽ đi theo cái màu quần. Màu đen. Màu đen giùm em. Rồi cái này là màu nu giùm em. Má ơi nó đẹp. Quần là quần nhung á mọi người. Mọi người không share cho em là em buồn lắm luôn á. Em có mấy mã Quảng Châu đẹp mà mọi không share là em buồn lắm luôn, không dám lên luôn á. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu giùm em, xanh cho Lương Thu. Dồn đơn được nha Sushi ơi. Cái này là màu nâu, nãy giờ em chưa thấy ai chốt màu nâu luôn á. Nè
màu nâu này. Nhung này là nhung Quảng Châu. Trần Linh lên địa chỉ giùm em. Phương Lê là màu đen. Hồng cho Hành Nguyễn. Xanh cho Khánh Hồng. Hết xanh, hết đen luôn. Rồi hết luôn rồi mọi người ơi. Em còn một nâu với một hồng nữa là hết luôn. Còn nâu với hồng nhá. Ai lấy nâu với hồng thì ghi giùm em là nâu với hồng. Em đổi qua cho mọi người màu nâu nhá. Đẹp lắm, tương tác chia sẻ em có 4 mẫu của hàng Quảng Châu rồi. Mọi người đã chia sẻ giùm em. Chết mẹ rồi, thay cái quần với cái áo mặc màu xanh luôn. Đây nha mọi người nhá, đợi em xíu. Này cái áo mỗi màu nâu ấy mọi người. Mẹ mặc không kịp luôn á. Ngân Kim lên để chị Hồng cho Phúc An Khang, nâu cho Thảo Phẩy, thêm nâu cho Lan Nguyễn. Rồi hết luôn, còn mũi nâu thôi mấy chị. Mấy chị nhìn ra màu nâu giùm em nhé. Em mặc lộn này. Đây, màu nâu là như thế này. Em mặc cái áo màu xanh để đổi ra nha, không bỏ lộn đấy nha. Em hết xanh rồi mấy chị ơi, em còn mũi nâu 2 set nữa là hết. Để qua set Quảng Châu liền cho mấy chị. Em lên cái đầm bầu chị đã. Cái đầm bầu á. Em lên, mọi người ráng tương tác chia sẻ giùm em đi mọi người. Càng tương tác em like càng giá lỗ. Mấy chị lên một mã đầm bầu. Đầm bầu này, cái đầm bầu nãy đầu hai đó. Đây nha mọi người, đưa chị màu cam đi. À, Ngân Kim là màu nâu. Còn không? Còn một nâu duy nhất nữa. Nè, nhớ cái set này, cái áo này bỏ đúng nha. Hết rồi, còn một nâu thôi.
Cái mẫu này là, cái mẫu này là vải rất rất là xịn luôn. Cái cặp đôi người ta à, có dây nịt nè, đây đây đây. Cái này là có dây nịt luôn mọi người. Má ơi, cái này đẹp lắm luôn đó mọi người ơi. Xịn lắm luôn á. Xịn ơi là xịn luôn. Mọi người ráng chốt cái set này này. Set này là siêu xịn cho mấy bà luôn á. Mọi người, mà nhìn cái hàng xịn chưa? Đem cho mọi người coi nha. Cái form đẹp lắm. Cái form là siêu 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 hiện luôn. Trắng đổi không?
không ai cho đuổi đó mọi người ơi. Từ lúc trưa tới bây giờ rồi làm gì thấy mà đuổi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Nón vành là nón gì chỉ. Rồi cái này ghi em là màu. Mọi người muốn lên xét gì mọi người comment đi nè. Không biết mọi người muốn lên cái gì luôn á. Cái gì là cái gì mà có màu trắng vậy? Thể thao kia trời má ơi sao toàn xếp đẹp dữ vậy ta. Xếp beo ngủ. Xếp beo ngủ là xếp gì? Beo ngủ lấy màu gì em ơi? Còn bao nhiêu em ơi? Chỉ không có body. Không có body em ơi. Nè xếp thể thao tay ngắn á. Nãy là tay dài tay ngắn. Tay ngắn là xe xuống mọi người 135 à, 140, tay dài nãy xe 145 á. Tay ngắn thì xe cho mọi người 130 nhá. Cái nón vành là cái nón trên kia hả? Cái nón mà 130 hả? Này set này là ai lấy thì chốt giùm em nhá, màu trắng. Cái set mà nãy thể thao mà tay dài á. Giờ tay ngắn là để cho mọi người 140.000 nhá, tay dài lúc này 145. Nè. Tay ngắn là 140.000. Má đẹp quá mọi người ơi, xỉu ngang á mọi người. Ghi cho em là thể thao lúc nãy mọi người. Nhớ cái set thể thao tay dài không? Cái này là có tay ngắn nha mọi người nhá. Màu đen, màu trắng với lại là màu xám. Đen trắng với xám giùm em. Có set nào mấy chị? Ai lấy tay ngắn thì ghi giùm em. Không. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là màu nhá. Cái này là màu xám. Cái thể thao mà nãy mọi người mua tay dài ấy, nhớ không? Giờ có tay ngắn. Cái này nó lọt ra có mấy set à. Nó lột ở trong đó, mọi người ơi. Nè nhìn cái đai quần giùm em. Nhìn cái ống quần này, xịn không? Có phải cái nón mà 130 không? Hỏi thì trả lời để em biết thương em mò này chị ơi. Hỏi mà không trả lời cứ kêu đưa lên nón, biết lên nón gì đâu. Hỏi là phải cái nón 130 không? Tới khi hỏi lại mọi người chả trả lời gì hết luôn á. Để biết mà lên nè. Rồi cái này ghi dùm em là màu đen. Màu đen dùm em, màu đen, màu trắng với màu xám. Cái này là có tay mà, tay ngắn á. Rồi ai lấy ghi dùm em hỏi thì biết trả lời đừng làm mà mò chứ. Nè, ba màu. Ba màu, ba màu. Giờ đẩy lên nút qua má. Cái này ghi dùm em là màu màu hồng. Xe 130. Cái này là màu đen. Rồi cái này là màu màu xám. Ba màu dùm em. Đen trắng xám dùm em. Đen hồng xám. NI 130.000. Cái nón này là vàng cực kỳ đẹp. Xét trắng cho Huyền. Chị hỏi sếp nào về chị Loan ơi. À cái nón này nhiều người hỏi em không có like. Tại vì lâu lâu nó nằm ở đâu chả biết. Nó nằm ở lũ nào không lấy ra cực lắm. Giờ tiền thể lấy đây cho mấy chị coi. Cái này mọi người mặc phối với sếp xám á má ơi. Xỉu. Mặc với sếp thể thao mọi người phối á. Đẹp lắm luôn á. Cái này ghi dung dung là màu màu xám. Trời má ơi nguyên con sếp này mọi người xỉu không. Đó nguyên cả sếp xám phối. Phối vô hơi bị chất luôn. Đó, mặc màu đen thì phối cái này. Hồng với xám chị Linh Linh. Nè, mặc đủ đen thì phối cho Dung đổi nón đen thì phối nguyên cả món đen. Cái màu hồng này phối với màu trắng rất là đẹp. Thấy không? Xét thể thao phối vô rất là đẹp luôn đó mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Cái này mọi người chốt theo cùng xét thể thao á. Đó, xét đen là đi với màu đen này. Màu xám là đi với xám. Quá đỉnh luôn. Loan Phạm lên số điện thoại địa chỉ. Set này là 140.000 nha mọi người nhá. Tiền nào của đó mấy chị ơi. Hàng em bán 140 là hàng rất là xịn luôn. Ống bo của nó là cũng ống bo hàng mắc luôn này. Nhìn không? Trắng của Ngọc Thảo Huyền. Set. Comment giúp em kèm màu nha mọi người. Trắng đen với xám. À, đẹp ha. Cái này mọi người đây. Cái xám này mọi người phải phối cùng nguyên cái nón. Bỏ thêm tiền mua cái nón nữa mọi người. Trời ơi, auto đẹp luôn á. Thấy không? Xịn không? Xịn không mọi người? Xịn xỉu luôn. Đấy là đẹp. Xét xám còn nha Huệ ơi. Xám đen với trắng, ba màu. Xét, cái này em không dám mặc. Tại vì biết sao không? Nó lọt ra có mấy xét ở trong cái xét dài à. Xám của Vân Hồng. Lê Như Quỳnh có đơn hàng không nghe máy không bán được nàng ơi. Cọc đi nha. Em còn một trắng duy nhất. Trắng còn có xét đúng không em? Ủa cái này có ri hả? Rồi ai lấy ghi dùm em không có đổi hàng kiểu đó mấy chị ơi. Mua hàng không có thấy xếp sau đẹp hơn xếp trước phải đổi đâu nha. Em không có đổi hàng kiểu đó đâu mấy chị. Đổi hàng kiểu đó là chết em à. Vía bán hàng là
gãy tay dài là 145 á. Cái này là tay ngắn luôn này. Đó, em còn đúng hai đen, một xám với một trắng nữa là hết. Cái này đẹp lắm. Bà Huệ có lấy thì lấy lẻ không là hết á. Em mua có một lần, em mua chỉ hoài có lần đó em không nghe máy thôi á. Vậy đợt này nhớ nghe máy nha Lê Như Quỳnh. Nhớ nghe máy nha để đi hàng nha. Trời trời ơi, chứ để vô sách form hàng là kỳ lắm mà nghe. Mọi người đã nghe chương trình lạ lắm mà nghe chưa? Bây giờ là để mà vô sách form hàng là lạ lắm mà nghe, là giờ là thành kỳ lắm mà nghe luôn á. Rồi cái này ghi giùm em nha, màu trắng nó đẹp ha. Em nói thật auto đẹp luôn chứ phải là đẹp nữa. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng. Màu trắng. Ai mà mặc chữ mọi người mặc màu trắng nó rất là đẹp. Rồi ai lấy ghi giùm em ống bo, em không có về ống suông. Thể thao ống suông á hả? Khách lửa ít lắm. Này. Ai lấy ghi giùm em nha. Đẹp lắm luôn á. Vân Hồng đổi địa chỉ hả chị, hay là vẫn địa chỉ cũ? Cái này ghi cho em là màu xám, màu đen với màu trắng. Xám đen với trắng giùm em ba màu. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ. Cái này là màu đen này mọi người. Đẹp lắm, form lên rất là đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Lê Như Quỳnh có rồi em ơi, Lê Như Quỳnh có set xám rồi. Cái này ghi cho em là đen nha mọi người. Đen, xám với trắng. Đó còn 3 set à. Đồng Baby Doll bầu lúc nãy coi lại màu. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu giúp em 3 màu. Này không lấy là hơi bị uổng phí. Coi còn set xám còn nha Huệ ơi. Còn 2 set xám. Xám cho Tiên Nguyễn. Còn một xám cuối cùng luôn á. Lấy thì chốt lẹ này. Đầm Baby Doll lúc nãy á, màu hồng. Cái đầm này em để một cái em mặc rồi đó. Tôi đi lấy cái. Em để em mặc luôn nè. Đấy đẹp. Cái đầm này em có màu hồng rồi. Em giờ để thêm cái màu kem. Set đó 140.000 em ơi. Rồi đầm 88.000 bán bằng giá lỗ luôn đó mọi người. Bằng giá vốn lấy vô luôn. Đầm 88.000 màu cam. Màu hồng sữa. Màu cam, màu hồng sữa. Nè. À, phối đỉnh luôn á. Đây là hàng Quảng Châu. Với lại là màu hồng đậm. Comment giúp em là màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em nha mọi người ơi. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu nha. Áo kiểu này em có lên cho chị rồi. Áo kiểu này nón là sale 130 em ơi. Rút cái mạc đi, nhìn cái mạc kỳ lắm. Nón là sale 130. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đầm. Mặc đầm hồng phối với cái nón này. Trời ơi bán nó cưng. Nón là có nón hồng, nón đen với nón xám, hồng đen với xám. Lấy em xét xám cho Ái Huệ nè. Cái này thì ghi dùm em là nón kèm màu. Nón này đẹp lắm, nón phải em về 500 nón nữa mà hết rồi đó. Nón này hàng y như hàng Âu vậy đó. Rồi đầm giúp em. Ai lấy đầm thì ghi dùm em là đầm nha. Đầm kèm màu, hồng đậm, cam sữa. Coi xét chị mặc. Xét chung mặc là 115.000. Có 2 màu. Xét chung mặc là 115.000 và có 2 màu. Màu sọc và beo. Beo là em đang mặc, cái này là sọc. Xét em đang mặc là kèm đai luôn đó mọi người. Kèm đai 115.000. Ghi cho em là xét kèm màu giùm em nha. Ai lấy xét thì ghi giùm em là xét kèm màu. Màu kèm xét và xét kèm màu. Ai lấy thì ghi giùm em là màu nha. Cực kỳ đẹp. Xét thể thao còn một trắng với một đen nữa là hết rồi. Có hết trắng hả? Còn trắng với đen. Có nha Ái Huệ, lúc đưa có để em áo màu trắng. Rồi xét Burberry. Xét Burberry dài. Sale à. Năm bữa em sale lỗ đó là 99 là giống biết sale bao nhiêu luôn á. Sale 90 luôn đi. Xét thể thao xét Burberry á mọi người. Sale 90.000. Này hàng xịn, hôm bữa em sale, hôm bữa em bán 140, sale xuống còn 99 á. Quần jean dài hết rồi em ơi, quần jean chị không có về hàng. Rồi cái này ghi cho em là Burberry. Cái này comment lẻ nha. Burberry kèm màu giúp em. Má cái đai quần đẹp. Burberry giùm em nha mọi người. Set Burberry á. Cái này mọi người mặc cái set Burberry dài này mặc siêu xịn. Siêu xinh luôn á. Nè Burberry em có 2 màu, sao còn 90. Comment giúp em là màu đi mấy chị ơi. Đen với trắng. Hai set này đẹp. Mọi người biết là set Burberry đột em sale có 99.000 là khách giành nhau rồi đó. Mà cái này là Burberry em sale lỗ còn có 90.000 luôn đó mọi người. Ai lấy ghi giùm em là Burberry nha. Trắng như Lê Quỳnh Như. Lê Như Quỳnh.
Tường Vi lên địa chỉ giùm em nha. Màu đen đến màu trắng, còn mấy set là sale 90.000 luôn. À rẻ, đẹp. Đẹp lắm luôn á. Áo này về phối với quần sọt cũng đẹp nha mọi người. À đây Burberry nữa, ghi giùm em là Burberry đen của Mi Baby. Còn set nu này, còn một nu. Ai lấy nu thì ghi giùm em trắng cho trăm mon. Còn một màu kem á, không phải màu nu đâu. Đây là màu kem. Để chỉ cho trên line nàng ơi, em không bán inbox. Cái này màu kem. Quần thì nó một màu nha mấy chị. Mấy chị khác cái màu áo hơn. Quần nó một màu nha. Cho trên line nha các bác ơi, em không bán hàng trong inbox. Rồi cái này ghi cho em là màu kem. Màu kem có set là màu kem. Cho lẻ đi không hết nè. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng. Burberry á mọi người. Xinh ha. Màu giúp em đen trắng với lại là ơi lai ngày hôm nay mất mất tiếng luôn á. Rồi cái này ghi cho em là màu màu trắng, màu đen với lại là màu nu. Màu kem á, không phải là màu nu đâu mọi người. Cái này đẹp ha. Cái này là hôm bữa sale 99.000 đã dành nhau rồi mấy chị. Chứ đừng nói là hôm nay sale với bà trên line còn có hàng 90.000. Form đẹp lắm. Ai lấy ghi giùm em nha, set Burberry. Set đang mặc sale còn có 115.000 nè. Set đang mặc là sale 115.000 đó mọi người. Có hai màu. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, Burberry nè. Cho sao rồi có 2-3 người lựa vậy. Burberry đẹp mà. Tường Vi là set Burberry màu nào vậy em ơi? Màu đen. Cho em bộ đang mặc. Cho em bộ đang mặc đi cho Vân biết. Thôi giời mệt. Nay cả ngày hôm nay mất tiếng luôn á. Á bộ em mặc là lời được cái quần là có kèm đai luôn. Cái quần là có kèm đai cho mấy chị luôn. Á nó sang cửa đó luôn mọi người. Rồi ghi giùm em nha. Set Burberry màu trắng, màu đen với màu kem 3 màu. Còn mấy set này lấy luôn đi mọi người. Vải nó đẹp lắm, vải cái áo đẹp ơi là đẹp luôn đó mọi người. Trắng đen với kem giùm em. Ai lấy màu nào thì ghi giùm em là màu đó. Trắng đen với kem giùm em nha mọi người ơi. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu nha mọi người. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Ghi cho em là set Burberry nha. Form của cái quần giống như cái form quần baggy á, mặc rất là đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Rồi cái này ghi cho em là đùi giùm em. Ghi cho em là set trắng giùm em. Set xanh hết rồi em ơi. Còn có set của chị để mặc này. Còn đúng một set thì để dành mặc luôn á. Không bán được set này đẹp lắm. Không thể nào bán được mọi người ạ. Rồi cái này ghi cho em là set đùi giùm em. Đùi nha mọi người nhé. Ghi cho em là đùi. Đùi giùm em. Cho em xem set đang mang. Đây nha người đẹp. Set đang mang có 3 màu. Màu ghi dùng chung là màu beo với lại là màu sọc. Beo với sọc giùm em nhá. Ghi giùm em có đây rồi em ơi, gọi kiếm nó. Nào có ai chốt thì chốt. Set đen là set gì? Set đen là set Burberry đúng không? Rồi cái này ghi cho em là set trắng. Cái này set với bà 85.000 luôn đi. Này. 85.000 ghi cho em là set. Set 85.000 ghi cho em là màu trắng. Màu trắng, màu đen với lại là màu hồng. À xanh nữa này, cái này đẹp ạ. Cái xanh 130 hết rồi em ơi, hết sạch. Bốc màu đây chị. À cái này đẹp quá mọi người ơi. 85.000 ghi cho em là set đùi nha mọi người nhá. Còn một set á, set xanh 130.000 còn một set. Này cái set em đang cầm này đúng không? Ai lấy set xanh 130 thì còn lòi ra một set duy nhất kìa. Cái này của em mặc rồi, cái này em phải để dành mặc mọi người. Là set xanh 130, ai lấy ghi giùm em là set xanh 130 nhé. Còn set bên kia, set này của em. Rồi cái này ghi cho em là set 85.000 kèm màu. 85.000 kèm màu giùm em nhé. Cái này ghi giùm em là 85.000, mã 85.000. Cái này là màu hồng. Cái này ghi cho em là màu hồng nha mọi người nhé. Màu hồng. Màu hồng, màu xanh với màu trắng. 3 màu giùm em nha mọi người. Hồng xanh với trắng. Xanh cho Huyền Trần. À, set này đẹp lắm. Xanh 130 cho Vân Anh. Set đang mặc 48 ký vừa nha. Xanh hết rồi. Vi Nguyễn comment chậm quá.
Rồi cái này ghi cho em là hồng, xanh với trắng giùm em. Với màu đen nữa. Nó set này có 85.000 là sale cho mọi người á, thiệt á. Đâu ra 85.000 set này mọi người. Cưng không? Ghi cho em là màu nha. Ghi cho em là màu, cái này là màu đen. Cái này là màu hồng. Màu hồng giùm em nha mọi người. Này là màu hồng. Cái này ghi cho em là màu hồng. Cưng quá này, lấy thêm set hồng đi Huyền. Đẹp lắm. Rồi cái này là màu xanh. Xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt là auto trắng da luôn. Xanh cổ vịt. Vi Nguyễn chốt set xanh nào mọi người comment giúp em kèm giá tiền đi mọi người ơi. Em không biết mọi người đang chốt set nào luôn á. Lan Nguyễn ba màu. Set đang mang của Hồng Nguyễn. Vi Nguyễn là lấy set xanh nào em ơi. Set xanh 130 hết rồi nha. Rồi cái này là màu trắng. À set này có 85.000 thôi đó. Chịu nổi không? À, bán hơi bị bèo cho mọi người trong cái like này luôn á. Like này thiệt á mọi người. Set đầu thì sale lỗ, set này thì bán gần như là xá xỉ luôn rồi. Rồi cái này ghi cho em là xanh cổ vịt. Siêu trắng da luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Màu hồng. Vi Nguyễn lấy set xanh nào dở. Lấy set xanh nha, chị đang cầm thì còn. Nhưng mà set xanh 130 thì hết rồi. Cái này ghi cho em là màu hồng nha mọi người nha. Màu hồng. Ai lấy thì ghi giùm em là màu hồng và màu đen. À cái set này nó đẹp. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Comment giúp em là màu. Cái này đẹp quá ha. Đẹp xuất sắc luôn á. Ai lấy ghi giùm em màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Em kéo cái kia lại đây đi. Về đi. Chị ngồi chị like chị từ bấm bổ vô cho. Đây đi. Đây đây. Mai chốt đơn rồi. Rồi comment giúp em nha. Màu đi. Cái này là chơi lớn cho mọi người luôn. Giờ cho nhân viên về em tự like này. Lệ tỷ tỷ là xanh của Việt. Chất cái set đó lên đây. Mẹ em thấy nói ủ tóc gì đó. Cái ủ tóc á hả? Cái ủ tóc chị bán 85.000 nè. 85.000 kéo cái đó lại đây chị. 85.000 sẽ xây 130 này cho bà Vi Nguyễn đi. Mai không ai không nghe máy nhớ trừ lại chị nha. Má ơi, tao cần nhiều mấy sếp cho khách không à. Cũng cùng tăng nhiệt không à. Rồi mai mốt rồi không có cái gì mặc luôn. Tới khi khách bom luôn. Tức á, ai mà bom sếp đó là tức á mọi người. Em để dành mặc á cho bà Vi Nguyễn rồi đó. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người nha. Comment giúp em là sếp. Cái này ghi cho em là đen. Về đi em, về đi. Đưa cái đó lại chị được, đưa cái bút cho chị là được xong. Cái gì đó. Rồi bút tên tên mà đâu phải là nhiều đâu mà lo. Dọn đi, lấy cái này đi, nó phải cũng này. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, màu. Cái này ghi giùm em là màu nha mọi người nha, màu. Xếp xanh 85 đây rồi. Ủa cái xanh này hả? Rồi cho ra phiếu của ai vậy em? Không phải phải, cho Thu Hồng á. Chị Thu Hồng có nha. Chị rập cưới Long Lan đây hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Rồi cái này ghi giùm em nha. Xét, 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 xét. Hết rồi mấy chị. Em còn mấy xét là tại này em sale mà. Mọi người ráng mua màu khác đi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Xe với bạc trên like còn có 85.000 nè. Nè em còn một màu đen, à một màu trắng. Màu hồng cũng đẹp nè. Rồi cái này là màu đen. Đổi màu giúp em đi chị Loan ơi. Nè. Đẹp lắm, mặc ở nhà siêu cưng luôn. Cái này là màu trắng. Đổi địa chỉ. Ok, Lệ Tỷ Tỷ comment lại giúp Dung cái địa chỉ đi. Rồi cái này là màu hồng. Đưa sát lại đêm mơ, bỏ ngoài đó sao chị lấy. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Dây thì còn dày dằn. Trâm ơi, có like không? Rồi đưa ra đây phủ. Úi giời ơi, có để rồi mấy chị like tới 12 giờ đêm còn kịp. Cái đó để cho cẩn thận nha. Công tao like 2 ngày rưỡi đó. Mai mà quên mà chụp Vi là chết đó. Không biết. Đổi địa chỉ cho Lệ Tỷ Tỷ. Ai phụ chị đi. Ghi cho đổi địa chỉ cho chị. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Rồi rồi em có địa này thì em like tới 12 giờ đêm còn like được mấy chị yên tâm. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Set hồng. Set hồng, set đen và set trắng. Ai lấy màu thì ghi giùm em. Để trong bọc đó rồi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Hồng, đen, trắng giùm em. Em đi thử cho màu này. Thiệt á mọi người mà không thương em nữa thì thôi em cố like cho mọi người. Để mọi người dồn đơn ngày mai mọi người đi đơn đó. Chứ
hết like rồi đó mọi người, ráng giùm em là tương tác chia sẻ giùm em đi nè. Màu giúp em nha mọi người.
mọi người nhá. Ai lấy màu thì ghi giùm em. Cái này là màu cái này ghi cho em là màu vàng. Má ơi nó dễ thương. Cái này cột cái dây đằng sau á mọi người, đẹp lắm, màu vàng. Đây mặc ở nhà là siêu cưng luôn á. Ủa sao tự dưng mấy chị đi đâu hết rồi vậy? Chấm bài giùm em cái nào. Không không, cứ vứt ở đây sau đít đi. Rồi ai lấy cái giùm cho set này đẹp mà không lấy đủ màu đi, set tương tự gì nó gái. Set này đẹp muốn xỉu mà không lấy đủ màu mà mặc. Ok nha, hai tiết trắng này của Thảo Mon. Rồi cái này ghi giùm em nha, cái này là màu đen. Màu đen nha mấy bà. Chấm bài giùm tôi đi nè. Trời ơi, giờ này là ngồi giờ chiều mấy chị mà chứ chị không chịu chiều nữa hả? Cái này là ngày giờ chiều mấy chị còn set hồng nữa này. Cái này đẹp lắm, mặc lên dễ cưng lắm luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu, cái này ghi cho em là màu hèo, màu hường. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Trời, set này đẹp mà. Nghĩ sao vậy mấy má? Đẹp bút xỉu luôn á trời. Nè, bỏ lên cho chị đi. Trời là trời, set này đẹp bút xỉu luôn. Không lấy, giờ mấy chị muốn lên cái gì nè? Hay là muốn nghỉ? Nghỉ mai chốt đơn nha. Không la được à? Muốn nghỉ là muốn like, muốn chiều như thế nào? Anh sẽ chiều các em tới bến. Xanh Minh Gia Kiều thì thằng gì đó, thằng gì cái mẹ này xếp theo lỗ 65.000 má ở xếp này lúc chưa dành nhau giữa lòi ra đâu đây ba xếp theo xếp lễ với bà ha. Nè cái xếp mà gấu hồng lúc chưa đánh nhau ở trên like này 65.000. Cái xếp này là ngố siêu cưng luôn, ngố Quảng Châu á mọi người, ngố 65.000 có hai xếp à. Ghi cho em là ngố 65, ngố 65 mặc ngủ của mọi người. Màu xanh với lại là màu gấu xanh với lại là gấu nu. Xanh với nu 65.000 like áo đi. Biết có màu áo lẻ không biết nó để đâu luôn rồi á. Nè. Đỉnh chưa? Rồi ghi giùm em nha. Màu xanh có 65.000 này, cái này là ngố mặc ngủ của mọi người. Cái này cái vải này là mặc ngủ với mặc ở nhà nha, cái vải này không mặc đi ra ngoài được đâu. Nhìn là biết đồ ngủ liền luôn á. Nè. Mát ơi là mát luôn. Ghi cho em là màu nha mọi người nhá. Màu nu với lại là màu xanh 65.000. Cái này là vải Quảng Châu á. Cái này là vải Quảng Châu á mọi người. Cái gì đen bà? Đen là cái set lúc nãy hả? Đen cho Huyền Trần. Đó cái set em đang cầm tay. Rồi set xanh cho bà Lan Nguyễn là set này. Xanh với nâu bì mem. Xanh với nu. Nghe cho ngồi bỏ phủ đi, bỏ phủ chấm đi. Nhưng khi nó loạn nó bỏ tùm lum luôn á. Rồi đen nu với xanh. Ngồi like đi, một ngày like không được buổi tối đã, ngồi mà like đi nhá. 65. Rồi cái này là nu dùm em. Cái này là xanh nha mọi người, nu với xanh. Em có hai set à, lấy dùm em luôn đi nè. Trời ơi, cứu vớt cuộc sống đi mọi người. Có đúng hai set sale lỗ mà không lấy nữa là giật luôn á. Kia em là xanh với nu. Nè beo lúc nãy bà nào còn thiếu thì lấy này, còn có set à. Beo. Ghi cho em là beo, beo Huyền beo nhá. Beo cánh rơi á mọi người. Beo cánh rơi màu hồng với màu nu có hai set à. Ê đưa chị cái quần. Ừ không quần đó. Cái quần á ừ. Đây. Món ngon cho các vị buổi tối đây. Quần này là ai chốt trên like thì cũng có giá 69 nha mấy chị. Quần SOS, quần này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Ghi cho em là quần nha mọi người nhá. Trời ơi, quần ngố giùm em. Cái này là ngố, ngố nha mọi người. Ngố này em share cho mọi người ở trên live là 69.000. Cái này là ngố mọi người mặc cái ngố nâng mông á. Nè, lúc tối ai cũng lấy 3 cái luôn á. Nó sót lại ở đây có 4 cái, 5 cái à. Lúc tối ai cũng lấy 3 cái thì lên hết đó mọi người. Cái này ngố phi size dưới 60kg mang vừa. Ai lấy ngố thì chốt giùm em là ngố nha. Cái này mọi người mặc giống như là mọi người mặc trong cái này nè. Đó. Mọi người mặc rồi cái quần ngố mọi người. Quần ngố mà quần ngố đen mọi người hay mặc trong áo phông rộng này kia. Mặc rất là đẹp luôn nè. Đó có 69.000 nè. Hàng 105.000 ngắn, 135.000 dài. Nhưng mà giờ em sale còn có
59.000 thôi. Chấm bài dung dung đi mọi người. Trời ơi, Dung đang thương mọi người rất là nhiều luôn. Mày cố gắng like mọi người tới giờ này luôn á. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Ghi em là ngố dùm em. Có 69.000 thôi. Cái này về mọi người mít riêng với lại là áo thun phong rộng đồ á. Mọi người hay cần mua cái quần ngố này lắm. Mà hiếm khi có lắm mọi người. Này là nằm lọt ở trong á. Em được có mấy cái em xem mọi người có 69 thôi đó. Em bán 105.000 lận. Không có giá này đâu. 105 đó mọi người. Ngố cho Vân Hồng còn set baby doll thì đến mai đi đơn luôn nha. Đang mang baby doll không? Còn set váy hay set? Không hiểu luôn á. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Ghi em là quần ngố có 69.000 à. Mua về mặc với lại là cái gì biết không? Áo thun phong rộng đồ nè. Đẹp lắm. Trời ơi siêu đỉnh luôn á mọi người. Siêu đỉnh của chót luôn á. Thế là đỉnh của chót luôn thì phải đẹp nữa. Còn nha Đặng Thị Hồng ơi, ngố cho Huyền. Quần ngố à, em bao nhiêu ký? Ốc nhỏ Phạm bao nhiêu ký vậy nàng? Để Dung căn, Dung lấy size cho. Bao nhiêu ký á? Má ơi, má ơi. Trời ơi, mấy chị, set Dior. Cái này có 2-3 set à. Set Dior, sale 89.000 luôn. Set ngố, má ơi, cái quần ngố này. Ngố Dior màu xanh. Cái này để em coi còn mấy set nha. Màu đen. Khá là đẹp quá, cái này bạn cũng chưa. Con combo địt là 250.000 nha Hồng ơi. Combo địt mấy hôm nữa mới về. Ship sau đồ nha mọi người, đồ đi riêng nha, em không có đổi dồn địt được đâu. Ok nha bà Vân Hồng nè. Set đi o Huyền ơi, Huyền Huyền comment trước khi hết nha. Này có 4 set à. Màu má ơi, ngố đi o này mấy chị. Ngố đi o với ngố LV là em bán kinh khủng nhất luôn á. Mà không có hàng. Đợt trước là 125.000. Xe với bà ở trên line là set ngố này xe với bà 89.000 luôn. Ngố Dior hàng xịn đó mọi người. Đẹp không? Trời ơi đẹp xỉu luôn này. Cái này là giặt nó không bao giờ bị bung luôn đó mọi người. Đây. Cái này ghi cho em là ngố cam. Ngố đỏ có set à. Màu đỏ, màu cam, màu đen với màu xanh. Set ngố, quần ngố. Màu đi bà ơi. Cái này đẹp lắm. Cái này ai comment nhanh thì mới có thôi nha. Này quá xịn sò luôn mọi người. Quá trời xịn luôn rồi. Rồi ghi cho em là ngố nè. Màu đỏ. Quần áo màu gì thì quần màu đỏ nha. Màu đỏ. Màu cái này là màu cam. Cái này là màu đen. Chị lấy set xanh của bé Mon. Huyền Trần lấy màu gì á? Xanh như bé Mon. Huyền ơi lấy màu gì comment lẹ nha. Xanh cam đỏ cho Lan 8990 á. Xanh cam đỏ cho Lan cổ ghi. Đây lại ghi giá tiền ở trên nha. Rồi nhanh. Còn 5 set nữa là hết. Cái này là màu xanh. Bà Huyền ơi bà lấy màu gì vậy? Sao comment chậm vậy? Ừ. Ngố này là em hiếm khi để cho mọi người. Mấy chục nghìn lắm. Tại ngố này mắc lắm mọi người. Comment giúp em nha. Màu đen. Màu đen, màu đỏ, màu cam. Với lại là màu gì cũng mẻ thôi. Màu xanh. Ủa bà Huyền lấy màu gì vậy? Sao không thấy comment ta? Có bị ẩn không? Nè lấy màu gì comment lẹ nha. Cái này phải quất hai màu. Tại nó quá đẹp mọi người. Mọi người nhớ ngố LV không? Em bán 140. Mà ngố Dior bán 125. Này vải đã lắm. Vải cực kỳ đã luôn. Xe còn 89.000. Ai lấy thì ghi giùm em màu nha. Màu. Ngố kèm màu giùm em. Cái này là màu cam. Đẹp ha mọi người ha. Mắt xếp này mọi người đi ra ngoài rẻ lắm. Rẻ lắm á mọi người, cũng phải từ 150 đến 165.000. Ngố phong rộng á mọi người, đẹp lắm. Ở đây có hàng chữ này, mọi người nhìn rõ được hàng chữ không? Đó, siêu đẹp luôn. Cái này là màu cam nha. Ủa Huyền đâu rồi? Ghi mũ chữ ngố chứ không biết lấy cho em màu gì luôn á. Chấm bài đi cả nhà yêu ơi. Cái này ghi cho em là màu màu đỏ. Màu đỏ, màu đen với lại màu xanh. Ai lấy màu nào nữa thì ghi dùm em màu đó nha. Màu đưa cho chị cái set ngủ đi. Đây. Đó. Set ngủ. Rồi bà Huyền ngủ luôn. Set ngủ lụa. Cái này là lụa sati nha. Cái này là lụa sati ấy mấy bà. Lụa sati. Combo nịt của Đặng Hồng 250. Ok em nhá. Đây, xỉu chưa? Nịt phải từ ngày mai ngày mốt
ngày kia em mới ship cho mọi người được. 250 giữ lại. Tôi có bỏ lộn xộn. Hình như là nãy con ấy nó bỏ trong ấy. Lụa satin cao cấp nha mọi người nha. Ừ, lụa satin đó mọi người. Cái này là hàng lụa mắc luôn á. À, nãy em sale có 100 nãy em sale bao nhiêu ta? Nãy em sale có 100 105 115.000. Cái này là tim ngố cam cho Huyền. Á à, ơi, 8 năm rồi bà mới trả lời cái. Cái set này đẹp lắm luôn. Set ngủ lụa mọi người. Á à, ơi. Đây, mình mặc cho cái đẹp xỉu luôn á. Đây nè, comment lòi mắt mà bị ẩn rồi. Trời má ơi, set ngủ lụa satin là mặc nhà cưng hông. Rồi em đổi cái thiên cung nón hồng vô nữa nha. Xỉu xỉu. Đẹp không mọi người? Dễ thương ha. Mà ở nhà ngủ đủ nón chắc bị mát á. Rồi cái này ghi dùm em nha. Má lụa satin nha. Ok Huyền nha. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh min. 115.000. Lụa satin cao cấp màu nu với màu xanh xanh rêu. À, cái này đẹp này Lan ơi. Em nói 115.000 thiệt các mọi người, em lời đúng mọi người ấy, hả? 7.000 trong này luôn. Cái này ghi cho em là màu xanh min. Cái này là lụa sati nhá, mọi người mặc ngủ ở nhà đó. Mát lắm. Cực kỳ mát luôn. Dễ thương không? Bao dễ thương luôn á. Cái này ghi cho em là màu nu. Màu nu. Cái này là màu nu. Chốt cho Đặng Thị Hồng rồi ấy, em ơi. Nè, màu nu nè. Rồi màu xanh xanh cổ Việt. Rồi cái này là xanh min. Xanh min và màu em mặc là màu màu hồng, hồng tim á. Cái này là có túi luôn. Nó hồi đẹp mọi người ạ. Lụa satin mà em bán mọi người có 115 thôi đó. Rẻ không? À, cái này mặc mát sướng lắm. Nó đang hot mấy cái này. Hàng này hàng của Sam lận đó mọi người, vải này. Khỏi phải chê đi. Cái này lụa satin đó mọi người. Ai lấy lụa thì ghi giùm em là lụa nha. Set ngủ lụa mọi người. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Ngủ satin này mọi người ơi. Mùa Covid này ở nhà mặc ngủ lụa satin cho nó mát mẻ. Con chim. Ai lấy ghi giùm em là ngủ lụa nha. Màu giúp em. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu xanh min cho Huyền. Xanh min cho Huyền thì đẹp quá ha. Hát set này ở nhà mặc sướng lắm. Trời ơi mọi người, y chang như máy lạnh luôn á. Y chang 115. Y chang như là ngủ trong máy lạnh luôn. Mặc cái set này là cảm nhận là mọi người giống như vừa bỏ trong tủ lạnh ra luôn đó mọi người. Xài mặc sướng lắm. Này cái này là màu nu. Màu nu, màu hồng, màu xanh min. À màu nu đúng rồi, hồng em là dạng hồng nơ. Hồng tết tim chứ. Xanh lá. Thêm xanh lá cho bạn. Đẹp. Không làm mọi người thất vọng đâu, nhưng nói thật luôn á. Quá xịn luôn. Không có quần dài, em mặc quần ngắn em mặc ngủ cho nó thoải mái bé. Thiệt á, buổi tối mặc ngủ thì mọi người nên mặc đồ ngắn cho nó thoải mái cho. Ai mặc màu quần dài mặc buổi ngày thôi. À, màu đẹp quá trời đẹp luôn á, thiệt. Mấy bạn nghe tôi lấy đi, có 115 sale, 145 sale, còn có 115 lấy một bộ về thử đi. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Có 115.000 à, mà mặc vải nó phê lắm. Bà Hành thử lấy một bộ đi. Tại vì còn 4 bộ, vô ngồi nó năn nỉ không á. Còn đúng 4 bộ à. Này lúc tối có 20 mấy bộ lần mà hết rồi. Này mặc mát lắm. Nè màu nu nè. Trời ơi. Ngủ này mọi người mặc đồ ngắn á, mà dạng lụa satin á, trời ơi. Mặc giống như đồ tàng hình luôn mọi người, nó mát lắm. Mát phê luôn á. Đã ha. Cái này lụa satin đó mọi người, nên vải rất là đã luôn. Thử mặc một bộ đi cho nó kích thích. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Sướng lắm. Cái này là màu xanh củ vịt.
ai lấy xanh củ vịt thì ghi xanh củ vịt. Xanh củ vịt, ai lấy xanh củ vịt thì ghi giùm em là xanh củ vịt nha. Đó, hai màu. Comment giúp em là màu giùm em của kim chỉ đi. Màu son luôn rồi đó. Ai từ 11 giờ tới bây giờ nhạt mất màu son luôn rồi. Đây. Beo cao cấp 85.000 mẹ ơi. Sale có 85.000 set beo này. Set beo màu đen với màu trắng. Cái này là hơi bị vip với nha. Giờ ai được săn giờ này là săn mấy cái set toàn là mấy chục nghìn không à. Beo màu trắng với beo màu đen 85.000, còn ai coi không chấm 3 cái không đẹp đi ngủ đây mọi người ơi. Còn ai coi không cho em có động lực like nè. Còn bà nào coi không chấm chấm mút mút giùm em cái đi. Nè, beo giùm em. Ghi cho em là set beo. Cần tớ mặc set beo cho coi luôn không. Beo màu đen với beo màu trắng. Giờ này không ai chấm là giận thật đó. Mọi người nằm ngồi bấm thôi chứ em đang là mệt lắm luôn rồi đó mọi người. Rồi beo giùm em màu trắng với lại là màu đen. Trắng với đen thì em ghi cho em là set beo nha mọi người. Cưng chưa? Cái này hàng Thái. Trắng với đen giùm em. Ai lấy beo thì ghi giùm em là beo này mọi người ơi. Xinh mà. Beo giùm em. Mọi người còn muốn coi nữa không? Hay là em ọp? Còn coi nữa không mọi người? Nói thì em còn biết. Chỉ mặc set beo bánh dơ không em ơi. Còn có 2 set là mặc cái gì? Beo bánh dơ còn đúng 2 set luôn á. Còn có muốn coi nữa không hay là đi ngủ mọi người? Báo giùm em cái nha. Em chiều là chiều mọi người á. Chứ bình thường em không chiều tới mức độ này đâu. Hay là đi ngủ. Trời ơi coi đâu có ai thấy chấm bài, đâu có ai thấy lưu luyến gì đâu. Ok Huyền nha. Rồi cái này ghi giùm em. Beo này dùng sale còn có 85.000 nè. Beo sale 85. Beo 85.000. Ghi cho em là beo nha. Đen với lại là trắng. Nè hai cái set beo này em hết rồi. Set ngủ em hết rồi. Còn đúng mấy set không? Còn coi đâu mọi người. Còn ba mấy người coi xem ọp nha. Hoặc mai húng thì em like nữa. Còn không thì em chốt đơn luôn mọi người. Tùy vào sức khỏe vào sáng sớm. Hên thì được coi thêm like nữa đi đơn được không thì chốt đi mọi người. Em mệt lắm luôn á. Em cảm xúc luôn rồi đó mọi người. Sáng mai chắc không đủ sức để nói thêm luôn á. Mọi người còn có ai coi đâu. Còn có 38 người coi à. 38 người coi lên gì mà like mọi người. Đúng không? Mọi người thấy đúng không? Trời ơi, coi mà thấy đâu ai chấm mút một cái nào đâu. Muốn lên cái gì nói đi em lên cho. Chứ không mai là đi đơn á. Sức em hết rồi. Em không còn sức để nói luôn mọi người. Mấy video nãy em lên xong không ai là không ai coi. Mấy video nãy lên quá trời lên luôn. Không ai đã động gì với em luôn. Mấy video nãy em like cho mọi người. Trời ơi em like em muốn ngát trời luôn rồi mọi người. Rồi set thể thao. Set thể thao dùm em. Ai đấy set thể thao ghi dùm em là set thể thao. Không có dùm em ơi. Set thể thao hàng cao cấp. Cái này hàng xịn có rút luôn nha mọi người nhé. 140.000. Mọi người nhìn cái bo quần này mọi người mê. Mê nhất là cái hàng xịn như thế này. Nhìn cái bo quần này mọi người. Xe có 140.000 thôi. Mát tiền nào của đó nha. Mấy bác nhìn cái dung dùm, nhìn cái đầm, nhìn cái set giùm tôi này. Đó này. 140.000. Quá đỉnh luôn. Ghi cho em là set thể thao giùm em nha. 140. Đỉnh không mọi người. Cái này là quần bo. Áo bo như thế này. Và cái quần này.
Mai chắc chốt đơn luôn đi mọi người. Em đuối quá rồi, em không thể nào em like nổi. Mọi người đâu có ai coi nữa đâu. Coi là cố gắng cho mọi người chốt thêm đơn. Cái gì nữa thì mọi người lấy nè. Chứ không em nghỉ 7 kiếp trước rồi. 10 giờ em đã nghỉ rồi mọi người. Rồi cái này ghi cho em là màu xám. Sẽ thể thao màu xám. Có 140.000 mà nó xịn cỡ này đó. Mấy chị thấy không? Thấy nó xịn không? Nhìn là mê hồn luôn á. À, đi ra ngoài set này bèo lắm, phải từ 320-330 là rẻ mọi người. Xám cho Big Trump thiệt á. Nhìn cái bình hàng Quảng Châu nhập về 140.000, quá rẻ luôn. Nhìn cái quần thôi là biết hàng xịn rồi đúng không nè. Cái bo chun hàng giá rẻ nhìn cái là biết liền à. Cái bo chun mà hàng nhập cái nhìn là cũng biết liền luôn. Thấy không? 140.000. Màu này là chuẩn màu xám lông chuột luôn á. Chuẩn màu xám lông chuột. Mọi người mua cái set này rẻ lắm, cũng là 240-260 cái set này. Chị Hồng màu xám cái này đẹp lắm. Họ còn nói mọi người em đi mặc là không có hàng luôn á. Có mấy set màu xám thôi. Hết rồi, cái này đẹp lắm. Má ơi, nè, xịn không? 140.000, quá rẻ luôn đó mọi người. Má ơi, mọi người cái bo chun là mới biết hàng mắc rồi đúng không? Hàng rẻ không có bo chun như thế này đâu mấy chị. Hàng rẻ không có làm bo chun như thế này đâu. Em bán nhiều loại hàng thể thao cũng 140-145 nhưng mà không có phải bo chun kiểu này. Cái này là nó nằm trong hàng sale của Quảng Châu á, cho nên em bán cho mọi người cái giá này cho mọi người về mặc thử cái hàng Quảng Châu nó xịn như thế nào. Đó, cái này là bo nhưng mà nó không hề hở cái gì nhá. Bo thì bo này đã không. 140.000, quá rẻ thiệt á. Quá rẻ cho một cuộc tình. Rẻ lắm luôn đó mấy chị. Xịn ha. Ai lấy xám thì ghi giùm em là xám. Thể thao màu xám. Chị Quyên thấy em giờ này còn la sợ chưa? Quyên chưa đi ngủ luôn hả? Còn màu nào nữa không? Nhưng chả biết mình phải dung kiếm nữa. Kiểu lai mấy chị. Còn màu đen nữa này, bảo ốc nhỏ phạm. Thế rồi, cái này nãy em lai rồi mà còn sót lại có mấy set là lên lại mà. Trời ơi, màu đen. Còn set màu đen duy nhất. Còn hai xám với một đen là hết. Cái này là màu xám, à màu đen. Này, má ơi, những cái bo chung của cái quần này mấy chị. Đã không? Cái này ghi cho em là xám với đen nha cả nhà ơi. Ai thêm thì thêm chứ cái set này đừng có bỏ mọi người thiệt á. Mình ra ngoài mình mua cái set này rẻ lắm, cũng phải từ 250 trở lên á. Ghê vậy. À gì ta, chúc mừng gọi là gì ta, cung hỷ cung hỷ ở đâu? Cung hỷ là đám cưới mà ta, quên chết mẹ rồi. Mai quên cưới chồng mới chắc quên chửi ạ. Rồi ai lấy cột chỉ cho em cột một cục nha. Đó, hai chiếc này với mấy chiếc này cột một cục. Đen cho ốc nhỏ phạm. Đó, lấy một chiếc đen thì một cục nha. Rồi áo lẻ sale có 59.000. Áo lẻ còn đủ màu là hết. 59k ghi cho em là áo. Áo này đẹp lắm. 59.000. Đa tả. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Cái áo này đẹp lắm. Áo hơi sắm bơ này. À lũ xanh bơ này. Cái áo mà giống cái set thể thao này Dung mặc á, mọi người nhớ cái set thể thao không? Đây. Màu này là màu hồng. Em xem có 159.000 là không biết là còn cái nào. Đấy, đầu like khách dành nhau hết rồi. Còn có hình như là còn đủ màu ở đây là hết luôn á. Nãy bà nào cũng lấy 3-4 cái không à. Cái áo này nó xịn lắm mọi người. Phun rất là xịn luôn. Màu hồng. Màu này ghi cho em là màu bơ. Đen cho băng băng. Từ từ nha, để chị kiếm. Mà áo này nãy nhiều lắm rồi. Ai lấy thì ghi giùm em. Trời ơi, giờ tôi bà vô. Áo này đẹp lắm mọi người. Áo này đẹp lắm. Áo này rất rất là đẹp đây. Tôi sọt vô với bà coi thử nha. Có nên
lấy hay không. Cái quá đẹp luôn này. Đó, đừng có nhìn cái quần nha. Đó, nhìn cái áo thôi. Đẹp không? Mắc có 59.000 thôi đó. Rẻ không mọi người? Màu em là màu bơ. Cái này ghi cho em là màu... Mắc thương em mọi người ạ. Giờ này vẫn đi sọc cho mọi người coi cái form. Rồi màu này là màu đen. Màu đen, màu bơ giúp mặt. Cái này mặc cái quần jean là đỉnh lắm luôn á. Rồi cái này ghi cho em. Đúng rồi, set chị mặc là set ngủ á. Rồi comment giúp em màu. Á ôi đẹp ha. Em có cái màu trắng, có lại cái màu trắng. Set chung mặc lúc nãy là set ngủ á mọi người. Xinh quá. Áo này mọi người dễ mặc, đây là nút nha, mọi người có thể gỡ ra. Nút bấm á, có cái màu trắng này. Ai lấy màu trắng thì chốt giùm em. Áo kiểu có 59.000 này. Màu đen cho Big Trâm. Ai lấy hai màu đi mấy bà, tại có 59.000 nè. Rẻ mà. Còn mấy cái thì nữa là hết rồi. Đen 59.000. Đen, hồng, trắng. Ai có cái màu nâu đậm nữa nè. Ai cái này là màu kem. Màu kem. Cái này là màu kem nha mấy bà. Màu kem, màu kem. Ôi, áo này mà không lấy không biết là áo nào. Cái chích mẹ rồi, màu kem này là màu khác. Có lấy nào. Đồ mẫu à. Bơ cho Kiều Thị. Trắng với kem nha Vân Hồng. Bơ cho Kiều Thị. Trắng với kem cho Vân Hồng. Trắng với màu. Chết mẹ. Màu kem là màu khác đó chị. Long Loan là bơ. Trắng thôi, kem là cái mẫu khác rồi. Nó đưa lộn. Lấy màu nâu được không chị? Cái màu kem là mẫu khác nè. Cũng form như vậy mà mẫu khác. Cái gì mặc bánh áo thôi nàng ơi. Lấy màu nâu được không? Kem là mẫu khác rồi. Nó đưa lộn cho em. Em ghi dùm chị ở trên này là mẫu cổ tròn đi. Bỏ cái này vô chị ghi cho chị là mẫu cổ tròn đi. Đó. Màu hồng cho Big Trâm. Ok Trâm này. Rồi còn mấy cái này nữa là hết rồi. Ai nó đưa lùn mẫu tiếng này thì bán lùn mẫu về ăn cắm với chị luôn. Màu kem cho bà. Màu kem là màu khác. Thu Vân lấy hai màu đi em ơi. Màu kem là cái mẫu cổ tròn được không? Không phải cổ vuông nha. Á ơi nó ngứa đầu mẹ ơi. Màu kem là cổ tròn được không mấy nàng? Còn màu nu nè, màu hồng. Thu Vân lấy hai màu dùng dung đi, màu hồng, màu đen. Áo đẹp và lấy hai màu đi nào, tại có 59.000 nè. Rồi cái này ghi cho em là màu đen đó, đẹp không, với màu bơ dung mặt xinh lắm, siêu xuất sắc. Bơ với trắng cho Thu Vân. Ok em yêu, bơ với trắng rồi hết bơ luôn. Hai cái bơ của con cả. Rồi ai lấy giùm em kem cổ tròn cho Băng Băng. Kem cổ tròn lấy cái mơn kia cũng giá lắm luôn. Rồi em còn màu hồng này. Rồi má ơi. Màu hồng, màu đen. Màu này ghi cho em là màu nu. Hết rồi. Màu nâu tây đẹp lắm luôn á. Xịn sò lắm. 59.000 đồng mấy bác ơi. Màu hồng cưng. Trời ơi màu hồng cưng. Màu hồng, màu đen. Đó, thương tôi lấy người vài cái nữa là hết luôn á. Sạch sẽ luôn. Hết áo kiểu luôn, không còn mẫu áo kiểu nào luôn. Tại vì cái áo này Dung về nhiều lắm rồi. Đợt trước là Dung bán 85.000 lần. Mà giờ Dung sale có 59 à. Đây là sale mọi người luôn á. Nên là ai lấy là mọi người lấy nhanh gọn lẹ. Đẹp lắm mọi người, còn có 5 cái à. Ai lấy màu nào nữa không? Màu đẹp ha, mẫu này đẹp, màu hồng cưng quá. Màu hồng là màu dạng như là hồng ruốc luôn đó mọi người. Hồng ruốc á, nên nó là đẹp. Còn một cái áo 39.000 này, ai lấy áo 39.000 thì giùm em có cái à. Vải này vải hàng xuất. 39.000 có cái duy nhất là mấy chị. Áo đen á, 39.000 ghi cho em là áo đen.
39k, ghi cho em là áo đen. 39 củ. Ai lấy áo đen thì ghi dùm em là áo đen 39k nhá. Băng băng có rồi đấy em ơi. Đen 39k dùm em. Ai lấy đen thì ghi dùm em là đen 39. Đen 39 hồng với nuôi cho chị Lisa. Chết mẹ rồi, tao vút đâu rồi ta? Đâu? Áo đâu? Hả? Đôi vút lại chị đâu? Hay là cổ tròn? Em cái cục ở đó đó. Hồng với nu. Áo đen cho bà Lan. Cái gì mà ba phiếu? Điền là hồng với nu với áo đen là của hai người khác nhau mà. Hồng với nu cho chị Lisa Nguyễn. Hồng với nu, cái đen là lên. Rồi áo 39.000 có một cái nè mấy chị. Áo 39.000 có một cái à. Ai lấy không? Vải này vải hàng xuất á. Áo dùng mặc đẹp ha. Áo dùng mặc là dễ mặc lắm mọi người, nhìn cái vải này. Vải đẹp không? Đi cho em nha. Màu áo ơi, mọi người thấy dung mặc quần này áo nọ luôn chưa? Kinh chưa? Mọi người thấy nể luôn chưa? Áo ơi, mọi người thấy nể em chưa? Quần thì quần ngủ, mà áo thì áo thun. Má ơi, ví dụ như con điên luôn đó mọi người. Rồi set, má ơi set Nhung còn lòi lại một set duy nhất. Nhung lọt đâu ra, lọt lòng đâu ra này mọi người ơi. Xếp Nhung màu nu 115.000 sale lỗ luôn. Nhung, ai lấy thì ghi dùm em nha. Nhung lọt lại có xếp à. Ghi cho em là xếp Nhung nha mọi người. Má ơi, quần ngố nha, không phải quần đùi đâu. Xếp Nhung ngố xe cho mọi người. Còn có 115.000 à. Còn có xếp à. Nãy đầu like giành giật nhau kinh khủng lắm. Lọt lại có set duy nhất màu nu, màu đẹp nhất luôn. Ghi cho em là set Nhung nu. Xe có 115.000 à. Nhung nu á mọi người. Nãy là hết đầu ra hết sạch, không còn một set nào luôn. Nó lòi ra có set duy nhất à. Nằm lỗ ở trong kia. Nhung màu nu á mọi người. Đẹp lắm. Nãy đầu ra xả 115.000 mà khách vô giành giật nhau kinh khủng. Nu dùm em. Nhung nu thể thao tay dài 145.000. Thể thao tay dài hai màu, còn đúng hai màu hai set. 145.000 màu đen. Hai mọi người cái bo chun này. So sánh kem á chị. Nhìn qua thì nó giống nhau nhưng mà không phải nhau chị ơi, không phải đâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá màu. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Cái này ghi cho em là màu xám. Màu xám với lại là màu đen có đúng hai set à. Màu xám với màu đen. Comment giúp em là màu. Comment giúp em nhá. Xám với lại là đen em đâu quan tâm đâu chị ơi. Trời ơi. Tâm chỉ cho nó mệt mỏi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em. Comment giúp em là màu đen với lại là màu xám. Nãy là có 40 mấy set luôn đó mà hết sạch luôn. Còn đúng có 2 set 2 màu luôn đó mọi người này. Đây là xe cho mọi người. Có 145.000 nè, quá rẻ luôn. Cái này mà mấy bà buổi ngày mọi người ủ trắng á, xong mọi người mặc cái bộ đồ này lên này. Trời ơi. Nó không có trắng mượt không làm người luôn á. Cái này mọi người mặc ủ kem là sướng nhất. Mặc ủ kem cực kỳ sướng luôn. Đen với xám giùm em nhá. Ghi cho em là đen với xám. 145.000 có 2 set. Tôi đừng chỉ cột vô cái cục này luôn. Mình chỉ đẩy cái này toàn mẫu lẻ luôn mà. Rồi cái áo cổ tròn này mấy chị ơi. Cái áo cổ tròn. Cổ tròn em sale luôn cho nó hết luôn đi nha. Tại áo lẻ là em hết luôn rồi đó. Cổ tròn cũng 59.000 luôn. Cái gì vậy bay? Ai vậy? Má ơi. Má thật tưởng ba á. Còn đồ ngủ không?
con. Đây nha mọi người, củ tròn. Củ tròn mấy chị ghi cho em là mã củ tròn nha. Xét ngủ dây á, xét ngủ dây thì chị hết rồi, không còn. Cái này ghi cho em là màu, màu xanh bơ, màu đen, màu trắng, màu kem, màu hồng. Đó, tưởng tượng cái màu lúc nãy á. Nhưng mà cái này là củ tròn giùm em nha. Chốt một màu cho chị Vân Hồng thôi, tại kem là củ vuông rồi, à củ tròn rồi. Nè, cái này là củ tròn đó mọi người. Còn của em mặc là củ vuông, y chang nhau nhưng mà khác củ vuông với củ tròn hơn. Cái này có mấy cái à, màu giúp em nha. Màu kem, màu đen, màu bơ, màu trắng, màu hồng. Đó, ai lấy củ tròn thì bằng giá luôn, em sẽ bằng giá. Ai muốn lấy ai lấy giùm em nhá, cái này màu hồng, củ tròn mà cũng đẹp lắm. Xanh bơ củ tròn cho Huyền. Huyền hơi nhiều này nha Huyền nha. 20 mấy sản phẩm rồi nha. Chỉ mong được ai bom lên thôi. Thương mọi người lắm luôn á. Nu củ vuông cho ấy, nu củ vuông ở trên này. Hồng với bơ cho bà Lan. Hồng với bơ cho Lan này, Lan gửi là hồng với bơ. Nu của trời ơi, Hoa Thủy với Dương Hạnh lấy hai màu đi mấy nàng ơi, còn nó bốn cái à, người lấy hai màu đi. Chị em ngán trả tiền quá chị. Ok Huyền nhá, ok em yêu. Mọi người ơi chốt hai màu đi mọi người, em hết bơ rồi. Chứ chốt màu có 59.000 không biết chốt sao luôn đó mấy bà. Ráng Thương Dung chốt hai màu luôn đi, em còn bốn màu trên tay á. Còn đen, trắng, hồng với nu à. Này. Có baby doll có. Baby doll có còn mấy cái này. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người ơi, kèm giúp em làm màu, em còn đúng bốn màu trên tay. Khách mới cho em hai màu đi. Tại có 59.000 nè mọi người. Bà Dương Hạnh ráng chốt cho tôi thêm màu nữa đi bà Dương Hạnh. Hoa Huệ cũng được nè. Chứ chốt có cá mình chốt sao luôn ý mọi người ơi, mọi người ơi. Kiều Trang với Lâm Quyên, trời ơi mấy bà cũng thức kinh khủng ha. Rồi ai lấy được cái giùm em, trời ơi thương em khúc này đi nè mọi người. Em còn đúng 4 cái luôn á. Thiệt, ai thương em ai bốt luôn giùm em đi mọi người ơi. Em còn đúng 4 cái mà bắt em bỏ vô bỏ ra trong cái bọc tội nghiệp em tới thì kiếm áo lẻ khó kiếm lắm. Tại nó ít lắm, ít xịt à nè. Có 4 cái à. Rồi ai thương em đi mọi người, thương em đi này, nỉ năn nỉ ôi luôn á. Thương em quốc cho em cái nè, đập baby doll nhưng còn có 4-5 cái à. Cam với nu. Cam với nu là cái hồng cái nu á, bà cộng đen cam với nu. Ok bà Dương Hạnh, đập baby doll nè. Trời ơi. Dồn hồng cho cherry luxy. Nè đập baby doll em còn mấy cái à. Sale 88.000 bằng giá sỉ luôn á. Có đúng 88.000 bằng giá sỉ luôn đó, mọi người. 3 màu. Hết bơ rồi em ơi nè. Đợt này em còn đúng 3 màu. Cái này em để 2 cái em mặc á. Hả? Không của cho con không? Hết rồi. Về ba Cherry Rookie không có hồng nhá, còn là đen trắng thôi. Nè, đầm baby doll cao cấp. Cái này nè em xả đầu like tương tác cho mấy chị 88.000 nè. Bằng giá sỉ lấy vô luôn á. Ba màu. Màu cam, màu hồng với này là màu hồng sữa. Cái này ghi cho em là hồng đậm. Còn này là hồng sữa giùm em nhá, ba màu. Đó, đỉnh không? Ai lấy thì ghi giùm em nhá, baby doll cao cấp luôn á. Mà em sale vậy luôn mọi người. Này là hai cái em để mặc á, đẹp lắm. Cam 88 cho Rumi Summer 88.000 nha, đừng ghi chẵn nha. Sale mọi người giá sỉ luôn á. Tại cái này em sale chứ hôm bữa em bán nhiều lắm rồi. Hôm bữa em bán 125 á. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Cái này là màu cam, đẹp không? Màu cam, màu hồng siêu cưng. Đang mặc là áo. Rồi cái này là màu hồng.
đây. Cái này là màu hồng baby doll này siêu cưng, cái này hàng Quảng Châu á. Rồi cái này là hồng sữa. Bà nào hỏi baby doll chạy đâu mất tiêu rồi. Đó, thương như mấy chị lên như mấy chị đó. Em để mặc rồi, này là hai cái của em. Em để mặc. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Rồi lên baby doll lên cho rồi không lấy á, gần á. Gần như một câu thề. Ghi cho em là set rồi. Set thể thao. Set thể thao đây mấy chị. Trời ơi em đang set kiểu nãy giờ em cũng lòi con mắt luôn rồi. Set thể thao cao cấp. Nè mọi người nhìn cái quần này. Phê không? Set thể thao cao cấp giùm em. Cái này ghi cho em là màu đen. Cái này là nút, nó là nút.